Kính thưa quý vị thân mến, trước màn hình chúng ta là em Châu và bà ngoại của Châu đang bày tỏ sự vui mừng khi mà Châu đã kiếm được mẹ cho bà ngoại. Đó là nguyện vọng của bà ngoại trong những ngày tuổi xế chiều, mong muốn kiếm lại người con của ngoại đã thất lạc 30 năm về trước. Trở lại câu chuyện thì Tung Vị xin tóm tắt để cô chú anh chị nếu chưa theo dõi câu chuyện này để hiểu hơn về nội dung của video chúng ta đang xem. Cách đây khoảng hơn 10 ngày thì em Châu có bày tỏ với chương trình là mong muốn kiếm lại người mẹ của mình đã thất lạc 30 năm. Châu có nói cách đây 30 năm về trước thì gia đình Châu, ba mẹ của Châu đã gặp biến cố trong tình cảm. Vì vậy, mẹ của Châu đã gửi hai chị em sinh đôi của Châu và Loan cho bà ngoại nuôi, sau đó rồi ra đi biển biệt. Bẵng đi một thời gian thì khi Châu đã ý thức được kiếm mẹ thì Châu có hay một thông tin là mẹ đã lấy chồng ở Phú Quốc rồi sau đó về Bạc Liêu. Châu và người nhà đã đánh đường vào Phú Quốc và Bạc Liêu để tìm kiếm rất là nhiều nơi và nhiều lần, nhưng không thu hoạch được kết quả. Sau khi Châu bày tỏ lên chương trình của Tung Vị thì may thay đã có nguồn tin của gia đình bên chồng sau của mẹ đã nghe được và kết nối cùng Tung Vị. Kể từ đó thì mẹ con đã được trò chuyện với nhau qua mắt phone và cũng có trở ngại, có vấn đề tế nhị nên Tung Vị không tiện ghi nhận hình ảnh cuộc gặp gỡ đó. Nên hôm nay em Châu có bày tỏ đến sự vui mừng và đã đưa mẹ về quê gặp bà ngoại theo như nguyện vọng của bà. Giờ đây thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe Châu và bà ngoại bày tỏ niềm vui trong những ngày qua mà gia đình đã tìm được cô Lệ là mẹ của Châu. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện mà Tung Vị đã ghi nhận được. Rồi, được chứ? Đỡ hơn rồi đó. Anh là những... Vậy là em đâu ở ngoài nhà? Dạ, em ở ngoài nhà ấy. Ở ngoài nhà mẹ ngoại á ha? Dạ. À, rồi gia đình về ngoài đó được bao nhiêu chưa? Được mấy bữa rồi? Ui, con ở mình lần này cho đỡ ôn chị đấy. Mà buông cho bồn ra dạ. À, chắc là nhờ người quản mấy đứa nhỏ chút xíu. Rồi, anh cho em tí đi. Để cho mấy đứa ra ngoài một tí. Dạ, được rồi. À, rồi em về ngoài được mấy ngày rồi? Dạ, em về được 2 hôm rồi. À, được 2 hôm. Thì mọi, dạ, mọi việc diễn ra thế nào kể cho anh nghe với coi. Thì về ngoài nhà, ui, nói chung ai vui gì trớn á. Rồi cắt bỏ dạ, cái gì đều về hết ha. À, có gì, nói chung là cả nhà về hết. À, cả nhà về hết. Ui, hôm đó lấy nè, mẹ em với cầu với gì là khóc mà khóc ngất luôn, như vậy là khóc thương nữa. Khóc ngất luôn à? Dạ. Bởi vì là cũng khóc xong rồi lại cười, xong rồi lại cứ nói đúng là cứ làm mãi rồi cứ khóc rồi cười rồi khóc cứ làm rồi đó. À, chắc là kể chuyện cũ nhiều lắm ha. Dạ. Chắc là kể chuyện cũ lắm ha. Dạ, thì cũng kể rồi cũng nói lý do rồi cũng đủ hết á. Ừ. Thấy cũng thương. Dạ. Hôm nay sức khỏe của mẹ em sao? Tốt không? À, mẹ hôm nay thì cũng đỡ hơn rồi. Cái tâm lý nó quan trọng dạ, lắm. Tâm lý nó quan trọng lắm. Về ngoài đấy anh, xong là kiểu người lang đô tới hỏi thăm đô đi khác á. À. Xong là cũng kiểu bệnh tinh đô cũng đỡ hơn rồi, là cái sức khỏe cũng đỡ hơn nhiều. Đúng rồi, tinh thần nó quan trọng chứ. Về là thấy ấm áp cái tình quê liền này đúng không? Dạ. Mà nhiều người tới thăm, ai ở xa ở đâu không tới thăm thì trên video cả 30 mấy năm á. Ừ. Yeah. Thì đó. Hôm bữa từ dưng lên cái hôm buổi tối á,
Thì em với anh chị cũng có gặp nhau thì em cũng mong là ngày hôm sau là em cũng muốn là mọi việc diễn ra để cho suôn sẻ. Thì tự dưng là xảy ra cái vấn đề mà em bị đau nữa đó. Xong thực sự em cũng ngại với lại cũng ngại với lại cũng buồn nữa. Tại vì thực tế ra thì cũng là nhờ bên anh và bên cộng đồng mạng thì em mới tìm được mẹ em. Mà tự dưng lấy để cho anh chị lên đây xong rồi không phải, nhưng mà từ đầu sắp xếp thì cũng là muốn là để anh chị xuống dưới nhà để quay để cho cái quay để cho biết được cái cuộc đoàn tụ của gia đình em chứ không phải là không. Nhưng mà từ dưng hôm sau thì mẹ em là bị bệnh vậy đó, thì cái sự việc xảy ra ngoài ý muốn chứ không phải là gia đình em mà đến hùng tìm mà để cho anh chị lên xong rồi vậy đâu. À, hôm trước đó thì là em của em đó, em sau đó em Tâm đó thì có nhắn địa chỉ này kia cho anh cụ thể, thì anh mới lên chứ, nếu không nhắn của địa chỉ này kia thì anh đâu có lên. Anh cũng thấy cái sự thống nhất rồi thì anh mới lên, nhưng mà sau thì sáng mai như em nói vậy thì anh thoải mái thì không có gì hết, mà cộng đồng cũng thông cảm thôi, đa phần là cộng đồng thì cũng 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 thoải mái chứ, em thấy đó mà có ai nói gì nữa đâu. Không sao hết, cái nào mang lại cái lợi ích cho nhau và tạo điều kiện cho nhau thì anh sẵn sàng thôi chứ không có gì cả. Về đây thì nói chung mấy ngày hôm nay mẹ em vui lắm, kiểu giống ba con dòng họ ở đâu xa rồi cũng tới thăm hết đấy, cho nên là mẹ vui mà mẹ phấn chấn luôn, người ăn về đây ăn uống đồ ngủ nghỉ đồ thấy cũng ổn hơn nhiều. Rồi cũng hy vọng là qua cái đợt đi vô bệnh tình của mẹ em, tại vì cũng còn lần 6 lần xạ trị nữa, thì em cũng mong là qua cái lần đi cho mẹ em cho đỡ hơn đấy, giống như cái tinh thần rồi cái tâm lý mọi thứ cho ổn định hơn, thoải mái hơn. Rồi em Tâm này cái có về cùng không? Dạ không ấy nhạ, mẹ em không có xin nghỉ được, cũng muốn cho mẹ em mấy đứa về để chơi với lại cho biết quê biết ngoài biết nuôi biết ngoài đâu luôn, biết ngoài biết cầu biết gì biết ngoài quê luôn, nhưng mà mấy đứa không sắp xếp được. Nhưng mà đều hẹn nhau tết về. Hẹn nhau Tết về rồi lên chị em gặp nhau thì chị em có đồng cảm và chị em có thông cảm cho nhau này kia rồi có vui không? Dạ có chứ, lên gặp thì chị em thì cũng hồi nào giờ mấy đứa nó cũng nghĩ là có em với con với lại con bé em của em là tức hai chị em sinh đôi của em ấy, thì y là con bé Tâm với là bé Mai luôn là nó không biết có đâu, Không biết luôn. không biết luôn, tức là cũng có nghe mẹ nói nhưng mà nói sơ thôi, nói thì giống kiểu cái câu chuyện mà nói là nói quá rồi thôi, thì mấy đứa nghĩ là nói rồi để tức là biết rồi để đó rồi thôi, chứ không nghĩ là không biết là có rõ ràng mình có chị em rồi có ngoài rồi có cầu có gì luôn á. Không có nói rõ. Dạ đúng rồi, không nói rõ. Và có một điều anh bất ngờ nữa đó là từ khi mà kiếm được mẹ đó, em kiếm được mẹ đó thì là cái bé Tâm lại kiếm được cha, bé Tâm lại kiếm được cha ở ngoài ở ngoài Nha Trang hả? Dạ ở Đà Nẵng á. À, Đà Nẵng. Nhưng đại khái là kết nối được rồi thì nếu ví dụ như mà có nguyện vọng thì Được luôn. đôi bên tùy đôi bên. Dễ. Dạ bây giờ mọi chuyện nó đã dễ quá rồi. Đúng rồi. Bây giờ có cái manh mối. Dạ hồi xưa thì mới khó chứ bây giờ thì nó dễ quá rồi. Bây giờ tại vì chú cũng biết là mẹ ở đó mà, tại vì khi mà đã lên cái chương trình này là tức là chú đã biết mẹ ở đó rồi, ta cũng có số điện thoại của trong nhà luôn này hết rồi chứ có phải không. Gọi là thông đường rồi, thông đường rồi cứ vậy mà đi thôi. Dạ Rồi kế hoạch thì gia đình ra ngoài đó chơi thăm mẹ ngoại được lâu không? em thì có lẽ là em ra xong rồi em lại vô trước để cho mẹ ở lại chơi với mẹ Đúng ngoài đã. đúng rồi, đúng rồi. Em vô còn việc van luôn nữa rồi có gì rồi mẹ muốn chơi đến lúc nào mẹ vô đó thì vô. Đúng rồi. anh Dạ anh nghĩ đó là em nên động viên mẹ ở càng lâu càng tốt. dạ nhưng mà đều ý là biết là động viên mẹ ở càng lâu càng tốt, nhưng mà tại vì mẹ con mấy lần xạ trị nữa tí. Đó, nếu có điều kiện thì xạ trị ở ngoài đó,
hoặc là ấy thuận lợi thỏa xả trị ngoài đó chứ em biết đó. Thứ nhất là mẹ ngoại em lớn tuổi này, thứ hai nữa là cái chuyện bận tình rồi lâu lâu năm lâu ngày rồi không có về nhà nữa đó, thì cho nên là anh nghĩ là tạo điều kiện ở càng lâu càng tốt, theo anh nghĩ là như vậy. Rồi anh muốn gặp mẹ ngoại chút xíu được không? Dạ được ạ. À vậy có Bên xuống. thể là em kêu mẹ ngoại vô đó vô ngồi gặp xíu. Mẹ ngoại còn đi được em hả, còn khỏe hả? Đây đây đây, mẹ con khỏe, con đẹp lắm ấy. Ồ dạ, con chào mẹ ngoại. Dạ Xin chào chú Tuấn Vy. dạ Vy à, chú cũng tin con lê thì đã là đại mừng. Trong gia là có gì nguyện vọng có gần 30 năm trời à, mà không gặp được hắn. Cũng tưởng là đi giống như cách mà ai đưa đến là một cái cục vui mà rồi cái cục buồn, là vì là 30 năm trời mà chưa đấy là giờ cháu là tên Châu, mẹ nuôi từ khi 8 tuổi mà lên chưa cháu có chồng có con, nhưng mà cháu cũng biết đằng nói càng đằng cái khác cũng khôn ngoan cho trên chưa mình đưa mẹ hẳn về được. Giờ chú giờ giờ tất cả là để là bù lại để cho là con này tôi về, nhưng mà tôi rất cảm ơn chú vì đi trong mong cha mẹ cha đây cha cũng chết rồi chứ là có gì về là có gì con mẹ thôi mấy, chứ là có như nói thiệt với chú cho cùng mừng thiệt, cũng có cái gì mừng hơn thiệt 1.000 năm có một, là vì là con cháu gia đình cũng sung túc mà đi hàn bọn đi 30 năm trời cũng đau khổ, đều là có dư là chứ chú tìm được quá mừng ý, mà cảm ơn chú không biết mấy. Chứ là chú biết không, chứ là có nhìn về đó thì hành ra con để cho anh giờ chơi với là mẹ về ai bị ủ trên nà rồi khi mô hành để cho anh vô cái con ngơ mô đi chú cả làng cả xã cũng tới thăm hẳn hết, vì cái nghĩa là hẳn đi quá lâu chưa ai cũng tới thăm. Còn giờ con trâu tư hẳn cũng quá giỏi biết đang rồi, hẳn đi tìm mẹ ra thì quá mơ mơ hết hết. Chứ nói mà rồi thêm thay chủ cũng phải tìm tôi của chủ cũng nghe là thật đừng đắn, phải nói tôi cần khen khen chủ là có gì làm việc là cho nhân, nhưng mà rửa là có gì chủ quá có tấm với con tôi với có cháu tôi, chú tin ta là tôi cảm ơn chú. Nhờ con trâu nó khôn á, nhờ con trâu khôn á. Con khôn lắm, Hai cháu hả? Cháu khôn à? con cháu khôn lắm, cảm ơn chú ghê, không có khi nào quên mà có cái chuyện chỉ có con coi chú chú tình vì cái đã là vì thì giống như chú đưa lại một cái cuộc tình của mẹ con tôi vậy là có cho cháu tôi quá mừng hơn chứ hết thế chú này. Tôi cảm ơn chú đây đây cùng cứ tưởng anh chết rồi đó, nhưng mà từ đấy là có gì giống với cái cố ông trời ông đưa về cho một một cô ông thật tốt, mà chứ nói thiệt với chú khóc cũng là khóc mà cười là cười, mà chứ 30 năm trời rồi chú trong gia cứ tình nguyện là hành chị chứ không có một nữa, chứ đó hành về chú có cả làng cả xa nữa họ đến họ thăm họ cha cuối cùng lì 30 năm trời lắm mà chưa tìm ra con trốn quá giỏi, hành cùng anh nói con biết trốn đang giỏi được nhớ anh Tấn Vy hồi hành cũng nhớ chủ chứ ai biết chủ tỉnh vì giỏi mà để cho đứa cho hành đến cái chỗ nợ quá sướng, vì ngồi để ní mà có tivi mà trong bụng sướng quá là cha ấy thì để cháu mình á, hành anh nói cũng đến thẹp cũng biết đang chứ hành phải nói với họ mà lời được lời mất mất chứ là 100 cái ngàn cái là được là giờ chủ, mà sau giờ cái đứa cháu á hành cùng tìm cánh tăng cho mẹ ra mới được cả 4 tiếng đồng hồ thì nghe bảo mà có rồi cháu tôi dài dàng cả con người luôn. Trước mắt là gia đình tôi vậy là con cháu tôi là cảm ơn chủ đời 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 thì chứ hành về là quá mơ cái này mày á cũng nói tôi á, á cũng nói tôi là có dư còn lê về là tôi khóc mà không tôi vui vui để là vì rằng
để cho con về đến ở dưới với mình cho vui chứ. Khóc là hành càng buồn, hành khóc ghê lắm. Dạ. Rồi thưa mẹ ngoại, là năm nay là mẹ ngoại bao nhiêu tuổi rồi? 80. À 80. Mà 80 mà còn đẹp như vậy, thảo nào mà con cháu đẹp như vậy đó. Mẹ ứng nhất rồi đó. Không, mẹ cũng là từ tí bà thù cả dân. Mẹ cũng không nói mẹ đẹp, nhưng mà mẹ nói là chị đức hầu, cho nên chị Hằng đưa đến là cái việc là tốt cho gia đình. Chứ còn đẹp là mẹ cũng bao giờ khen đẹp. Đẹp là hồi xưa thôi. Dạ. Chứ bình đi là chị nuôi con nuôi cháu quá loan nên đẹp đúng không? Nhưng mà bây giờ gọi là đẹp lão, tuổi nào nó đẹp theo tuổi đó, đẹp lão. Dạ. Mà 80 mà mẹ còn minh mẫn, khỏe mạnh và nhanh nhẹn như vậy là rất là chúc mừng cho mẹ. Gia đình tôi cùng ở cho chú mừng khi còn lên đi, rồi con cháu cùng ở nhà là làm, nhưng mà đều cũng có chương trình làm nghề mắm ruột đồ, vậy là trong nhà con cái rồi là mẹ cũng nuôi cũng đung bóc hết, chứ đứa mà cũng đỡ đỡ, chứ chị yên mẹ cũng mừng. Chứ nói thiệt với chú, cho chứ hành vi đó là quá cảm ơn chú tận mỹ là vậy là được là chú cũng đồng. Dạ. Dạ, Châu ơi, Châu ngồi chung với mẹ, ngồi chung với mẹ, anh hỏi chút xíu coi. Rồi mẹ ngoại cho con hỏi là... Dạ. Mẹ cho con hỏi là con Châu trước đây nó có khôn vậy không? Hay là bây giờ nó mới khôn đột xuất? Khôn, hẳn khôn nữa. Hẳn khôn mà hẳn á. Là thứ nhất là trong nhà hắn có đạo đức lắm, hắn sống với mẹ là có cái đạo đức, hắn làm thì không phải là cho giàu có cho lắm, nhưng mà hắn tự nguyện tự giác là nuôi mẹ. Khi hắn ra đi á, hắn ra đi làm á, với lại chồng á, thì hắn cũng khổ, nhưng mà chứ hắn gây dựng lên á, được cơ đồ thì hắn cứ tự nguyện tự giác cho mẹ tháng vài triệu để nuôi mẹ. Chứ là cảm ơn hắn. Mà chứ hắn tìm được mẹ về nữa là cảm ơn hơn. Dạ, hắn khôn, kính tỏ hắn khôn á. Hắn khôn lắm. Hắn học mê ngoài hắn. Dạ. Chứ nó thì chủ nha. Cái chứ con cháu thứ hắn cũng học cũng hết cái tình này. Dạ. Chứ nói thì quá cảm ơn ý, quá mừng ý. Hắn có trống hắn về 4 năm ngày rồi. Là có cả mẹ cũng phải nhìn đây, rồi chứ hắn đưa ra đây nữa. Cũng mừng. Họ cứ nói tôi khóc, anh nghe tôi nhật không, chúng khóc. Là vì gì? Tìm con đa mơ, tôi khóc cái chi? Dạ. Tôi cũng đánh thẹp lắm, bao giờ khóc. À, con chưa thấy Loan đó, thế mới biết Châu, thầy chưa biết Loan. Loan có giống Châu không? Giống, 1910 rồi đó, ý nhau rồi đó. À, vậy là cái gen của bên bề ngoại rất là đẹp người. Dạ. Thấy trên cộng đồng á, thì chúc mừng thì ít, mà khen Châu đẹp gái thì nhiều. Anh cũng khôn, mà rồi hắn cũng bị chuyên, hắn sống trên đời, hắn cũng đi ra và xã hội là hắn hiểu biết hết, cho nên chứ hắn mới tìm được mẹ hắn. Cho những cái đứa mà anh nói trụ trở trở thì mình chỉ mà tìm ra mẹ à, đó. Đó hắn là nói thiệt cho có chủ cho hai đi tìm 3-4 linh ở trong Bạc Liêu, vậy là trong cái chỗ mà ai nói mỗi là đi tìm đấy. Cũng tồi hẳn đó. Chứ giờ đi là hẳn chuẩn bị hẳn cùng đi bên em á. Thì chưa bữa hẳn tìm được bao nhiêu nơi ra mình mê luôn. Dạ. Tôi. Rồi cho con hỏi này là mẹ ngoại có mong Châu lấy chồng không? Có chứ. Mà nga lại hẳn. Để con tìm cho người nha. Để con tìm cho Châu, đứa mẹ ngoại thấy sao? Anh ơi. Hả? Em đang nói là mai một em mà ý thêm thời gian rồi, có lẽ em phải liên lạc bên chỗ anh để mà nhờ kết nối tình duyên giúp cho em với á. Thì kiếm thêm sớm đi để nó già mất đi chứ còn thêm thời gian gì nữa. Anh ơi, già thì phải kiếm theo kiểu già chứ. Chứ. Thấy cũng tội, anh cũng không nghĩ là cái tình duyên của em lần đận, anh không nghĩ luôn. Yeah. Hôm trước anh nghe vợ anh nói, hôm trước anh nghe vợ anh nói vì là đúng thật, sao anh về mà anh cứ trời ơi không à, có nghĩa là khi mà khi nghe vợ anh nói rằng anh là tình duyên của em cũng chia tay mấy năm trời rồi, anh trời ơi không à, bởi vì anh không nghĩ. Loan sao, Loan ổn không? Dạ Loan ổn đấy nhỉ. Dạ giờ bên đó nó cũng ổn định cuộc sống luôn mọi thứ rồi.
Đấy là hôm trước ngồi với mình đó là chồng của Loan đúng không? Thì đó, còn cái chuyện của em là anh không ngờ luôn á. Cháu cháu mẹ hỏi vậy rửa với à, chủ là ở Quế Mố hè. Bà xã con ở Đồng Tháp. Bà xã là Đồng Tháp, con chủ là Quế Ngoài nè. Con Ngoài quê, nè. Con quê ở Nghệ An. À Nghệ An. Nói giọng giọng mến nói giọng giọng mến. Dạ. Con ở tiếng Nghệ An mà. À, con nói tiếng Nghệ An mà. Đã, đúng đúng đúng. Là cái tiếng Sáu mà là có ý đó. À, bên ngoài này, bên ngoài đã nghe đã tiếp xúc với người Nghệ An chưa? Thì hồi xưa là ông Tâm là ở ngoài Nghệ An mà đi bộ đội. Yeah. Nhưng mà như lâu quá rồi, có bên in là có bốn chục 45 năm rồi. Yeah. Chứ chưa đi là chưa đi chú Loan đâu là biết hết chứ, nhưng mà đây là già rồi. Đi một hết ở già với con với cháu được. Dạ. Rửa là bao nhiêu năm đi là cháu Loan là xem mẹ ngoài giống kiểu là mẹ ruột đó hề. Nhưng mà. Nhưng mà hề. Xem như mẹ. Nhưng mà. Dạ. Để chứ là nói cho vui rồi cho con chứ có mẹ thôi thì có mẹ đang hoang chứ. Con mừng có lớp. Dạ. Mừng. Rất là mà có mẹ nữa là phải phải ví dụ hồi trước là mê thôi, nhưng mà giờ mới hồi vừa là mới gánh một bên thôi, giờ là phải hai bên ấy nữa. Chúng ta hạnh cùng tôi thiệt thứ thắng cùng hành đương với mê về từ đây gặp mẹ nữa, mẹ không ghen tì đến cái nỗi là có gì quả có mời mà nơi cũ, nhưng mà mẹ ghen tì đâu nữa. Không, mẹ không, mẹ là có gì chứ thích nữa. Yeah. Để cho bà con anh cũng có đức đó, còn là có đức thì có sức mà ăn, có hiểu, nhưng mà đây có đức là có tình cảm, có hiểu. Yeah. Anh học mê thì học mê ngoài thế, thì mê ngoài cứ khen mê ngoài nữa rồi. để con kiếm cho hành đứa chồng. Dạ. Ai cho con kiếm hành một đứa chồng ơi. Có ai mà đi chồng loi đơn tiếng anh thì cũng giúp kiếm già cho tạo cái luôn. Ôi ôi. Dạ. Thầy sức khỏe của mẹ ngoài tốt hè, cũng rất là chúc mừng cho mẹ ngoài nha. Chúc mừng dạ. Dạ. Rồi bữa nay là gia đình cùng đóng hả cháu hả? Bữa nay đóng gia đình tập trung đóng hả? Đóng ạ. Tính ra là con cháu nội ngoài là cả tắt nữa là có gì đến 60 đứa. Ồ, 60 người. Dạ. Dạ. Cho chủ đưa nè. Hồi nãy đó là ở ngoài đó là ồn, cho nên là con kêu Châu là vô trong trong chỗ này nó đỡ ồn, con nói chuyện chút để con cũng thông báo cho cộng đồng vui là gia đình đã về đoàn tụ ngoài quê. Ê, mê ngoài là 80 tuổi chứ tìm được con mà cháu tìm được con là có gì cũng là cảm ơn cộng đồng, là có gì giúp đỡ cho gia đình quá. Dạ. Cảm ơn đi rồi đó. Dạ. Chứ cảm ơn là tình vì là có gì thương đời đời. Dạ. Dạ. Khi mà có điều kiện. Dạ. Dù có điều kiện là về gia mẹ ngoài ở à giờ là có gì ở nơi huyện Lệ Thủy á. Dạ. Nơi huyện luôn ạ. À Lệ Thủy thì cách đây mấy năm trước bạo lục này kia con có về ngoài đó cứu trợ đó, ngoài Lệ Thủy á. À. Dạ. Gia mẹ bờ ở sát bờ sông luôn. À bởi vậy cho nên là hứng chịu bạo lục rất là nhiều ha mẹ ngoại ha. Dạ. Bạo lục là gia mẹ là ở sát bờ sông không có ai muốn trách gia mẹ hết á. Dạ. Rồi vậy thì con xin chúc mừng cho gia đình mình. Nếu có duyên đó, sau này mà con Châu nó lấy chồng nó nhớ đến con á thì con ra con đám cưới. Em mà lấy chồng là phải nhớ với anh rồi. Cái em không nhầm lại em. Biết đâu được cái duyên nó tới nè, nó tới nó nối tiếp nhau làm sao. Dạ. Cảm ơn chủ Tuần vì vậy là có với cộng đồng là có giúp cho gia đình ơi là có với đoàn tù. Dạ. Dạ. Rồi được. Làm đi về rất cảm ơn. Anh Tuần Vy ơi, em gặp riêng anh em nói một tiếng nhá. Ừ. Rồi cảm ơn mẹ ngoại nhiều nha, con chúc sức khỏe mẹ ngoại nha, con nói chuyện với Châu thêm chút xíu nữa. Dạ. Dạ. Cứ nói chuyện với Châu biết. Dạ. Anh em nói thì hôm bữa em cũng có nói là bên chương trình mình mà kiếm giúp mẹ cho em á, thì em cũng có hầu tá, thì bây giờ cái người đó thì thực tế ra thì em cũng có hỏi em bé Tâm, thì cũng ba con ở bên chỗ của chú Việt mà chồng của mẹ bây giờ á,
thì nó bé nó nói là ý là chúng không là bên đó người ta không ấy. Thì thôi cho em xin đóng góp một ít lòng thành của em vô cái quỹ từ thiện của anh nhé. Ok, anh hiểu cái ý của em, nhưng mà do ở cái chỗ thế này này, anh biết được mẹ em cũng khó khăn nên là cái tiền đó là anh xin nhường lại cho mẹ em để cho mẹ em có cái chi phí đi lại này kia đó. Anh rất là cảm ơn em và anh ghi nhận cái lòng tốt của em. Còn cái đó đó thì anh xin nhường lại cho mẹ em ha. Em cứ gửi cho mẹ để cho mẹ có cái chi phí đi lại em ha. Thì em biết rồi, giống như mẹ thì một cái phần nào đó thì em lo cho mẹ, thì sau này thì nói chung là nó cũng có nhiều khó khăn nhưng mà là không. Nhưng mà ý là em cũng trích ra một phần nhỏ, một ít lòng thành của em thôi. Thì có gì cho em thanh tâm nhé, em gửi ở bên chỗ từ thiện của anh nhé. Bên chỗ anh mà hay làm từ thiện ấy. Thì một ít để có gì hôm nào anh đi anh trao qua hay gì đó cho mọi người ạ. À? Anh đã nói như vậy đó, thì anh thì thỉnh thoảng cũng có các cô chú cũng có đóng góp này kia, thì tạm thời anh thấy cái điều kiện của bên em á, thì là em thì anh không biết, nhưng mà đối với mẹ em á, thì anh thấy cũng khó khăn và đang bệnh tật, thì anh nghĩ là nhường lại cho mẹ em là hợp lý. Em đừng làm anh khó xử nữa ha, anh quyết định vậy rồi đừng làm anh khó xử nữa em. Anh ghi nhận cái tấm lòng tốt của em nha. Dạ ừ, vậy thì thôi em dạ em cảm ơn anh nhé. Dạ, mẹ thêm nữa. Mẹ em đang còn nhiều lần để xả trị đó em, nên là cần cái số tiền lớn đó. Ừ. Anh giúp còn không giúp được, nói chi cái chuyện mà nói lấy nói ấy. Em biết rằng là em có lòng, nhưng mà anh nghĩ là để dường cho mẹ là hợp lý nhất em ha. Hỗ trợ đâu cho xa lạ, hỗ trợ cho mẹ em đó chứ ở đâu cho xa lạ. Dạ. Không thì em biết mà, nhưng mà ý là thì em còn muốn gửi một tỷ lòng thành tới mọi người thôi. Rồi, là phả thôi chứ con mà bây giờ nếu mà lo thì biết bao nhiêu mà cho đủ. Thôi được rồi, cái quan điểm của anh thì anh cũng nói vậy, đừng có nói qua nói lại nữa rồi đẩy qua đẩy lại mất thời gian cho nhau. Dạ. Anh nghĩ là cũng cầu mong cho mẹ em là mau khỏe mạnh. Ừ. Rồi dạ. Chúc cho gia đình em là luôn được gặp nhiều may mắn ha. Dạ. Dạ em cảm ơn anh nhá. Hôm nào ví dụ em muốn lấy chồng em lấy nhờ bên chỗ anh gọi gì anh giúp em nhá. Bây giờ chưa muốn à? Bây giờ chưa muốn. Dạ không phải là chưa muốn, mà là tại vì đang có nhiều gái phải lo quá. À nhiều gái phải lo quá. Dạ. Nói chơi cho vui vậy thôi chứ cái đó là nó tùy duyên chứ đâu biết được trước đâu em ha. Dạ đúng rồi. Rồi một lần nữa thì chúc mừng cho gia đình em, thấy mẹ ngoại cũng khỏe nè, rồi thấy thấy mẹ em ra ngoài đó được gặp lại gia đình thì anh nghĩ không có còn gì mà vui bằng. À, cái món quà lớn nhất cho mẹ ngoại em là đưa mẹ em được về cho mẹ ngoại đó. Em cảm ơn cộng đồng với lại cảm ơn anh, em chúc anh chị nhiều sức khỏe. Tại vì nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui với lại gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. thấy mẹ mẹ ngoại em khen em nhỏ này khôn nè, nhỏ này có hiếu nè, vậy là đó là món quà lớn cho mẹ ngoại em rồi đó. Nhiều khi mẹ là phải bánh chậu rồi đó. Có bị con nhưng mà mẹ là phải bánh chậu rồi đó. Rồi vậy nha cháu nha, chúc gia đình em vui vẻ ha. Rồi bye bye. À quên nữa, bên đây là gì ha, bên đây là ngồi bên đây là gì đúng không? Mơ hôm vừa mơ về cái hôm mình cô ở trong đó nãy giờ. Chào mợ nha, nãy giờ lo nói chuyện nên là chưa có chào mợ, thấy mợ ngồi đằng sau á. Rồi để chúc sức khỏe gia đình mình nha. Dạ dạ. Rồi xin chào. Dạ.